Anh Vy có biết là cái gì ảnh hưởng nhiều nhất đến cục diện của một trận chiến không? Chắc chắn là không phải mày. Trời ơi, anh đúng là gà. Xem hết cái clip này đi để biết nha. Đi vào. Đây, xem okay, đi. Ok. Nhắc đến chiến tranh là nhắc đến vũ khí. Con người gây chiến tranh với nhau bằng những vũ khí tương tự nhau. Trải qua các thời kỳ, văn minh ngày càng tiến bộ thì vũ khí cũng ngày càng chết chóc hơn. Vũ khí nguy hiểm hơn dẫn đến người lính và các tướng soái phải thức thời với những chiến thuật mới. Đó là lý do vì sao cuộc nội chiến Mỹ là cuộc chiến tranh đẫm máu nhất lịch sử nước này, khi mà súng trường nạp đạn từ khóa nòng đã rất phổ biến mà người ta vẫn áp dụng chiến thuật súng hóa mai nạp đạn từ nòng súng. Tất cả các vũ khí rồi cũng sẽ lỗi thời. Súng nạp đạn từ khóa nòng thay thế súng nạp đạn từ nòng súng. Súng bắn liên thanh lại thay thế súng bắn phát một. Súng bắn nhanh hơn đòi hỏi người lính phải linh hoạt hơn, phải biết phân tán ẩn núp. Thế rồi súng máy của Hiram Maxim xuất hiện trong Thế chiến thứ nhất, đã khiến cho người ta phải xem xét lại hoàn toàn chiến thuật. Nhưng rồi súng máy cũng không còn lộng hành được như trước nữa khi xe tăng xuất hiện. Xe tăng và cộng sự trên không của nó, máy bay ném bom đã chiếm lĩnh quyền làm chủ trận địa tại Thế chiến thứ hai. Có những vũ khí được sử dụng trong thời gian dài, nhưng có những vũ khí chỉ xuất hiện 1 đến 2 lần, nhưng cũng đủ để thay đổi cả tương lai chiến tranh, như là vũ khí hạt nhân. Bài viết sắp xếp vũ khí theo trình tự thời gian xuất hiện trong lịch sử. 1. Giáo, thương, kích lao. Từ thời tiền sử, con người đã biết dùng cành kê để đánh đuổi thú hoang, hay cũng là để ẩu đả với nhau. Tuy nhiên lúc đó, người ta vẫn dùng các cành cây theo kiểu bản năng là cầm mà phang vào đầu kẻ thù. Rồi một chiến binh nào đó vô tình để ý rằng cây gậy bị cháy mất một đầu có khuynh hướng tạo ra đầu nhọn, rồi lại chợt nhận ra khi loại bỏ lớp than thì lại nhọn hơn nữa, và anh ta đã có một thứ vũ khí đáng sợ. Các di chỉ khảo cổ đã tìm thấy những cành cây nhọn đầu như vậy lẫn trong xương cốt của một số động vật. Vào thời kỳ đồ đá, người ta đã biết dùng đá vỏ chai mài cho sắc nhọn để làm dụng cụ. Thế rồi ai đó thử đặt một trong những vật nhọn lên một cây sào để tạo nên ngọn giáo. Tất nhiên, bước tiếp theo của ngọn giáo đó là nó được thay bằng hòn đá hoặc các mũi giáo bằng đồng, bằng sắt vào các thời kỳ sau. Ngọn lao với đầu bịt bằng đồng đã xuất hiện ở các vùng cận đông vào khoảng 3.500 năm trước công nguyên. Từ đó cho đến tận nửa sau thế kỷ 17, những ngọn lao và ngọn giáo vẫn luôn là vũ khí quan trọng bậc nhất trong chiến tranh. Vào thời tiền sử, những ngọn giáo ban đầu được sử dụng bằng cách ném, người ta thường sử dụng chúng khi đi săn, mà các loại thú lại chạy rất nhanh nên hiếm khi người ta có thể lại gần được mà đâm, cho nên họ đã học được cách là ném chúng. Khi con người sống tụ tập với nhau thành các thành thị, nông nghiệp trở nên phát triển, cung cấp đầy đủ lương thực. Và việc săn bắn trở thành thứ yếu nên họ bỏ dần thói quen phóng lao. Con người bắt đầu phát triển hình thái chiến tranh phù hợp với lối sống của mình. Trên chiến trường, họ sắp xếp các đội quân thành khối vuông, cầm giáo dài đâm hạ những địch thủ tản mát hơn họ, đó chính là đội hình Phalanx. Đội hình Phalanx lại thúc đẩy cho sự ra đời của giáp trụ, cả một khối Phalanx đã trở thành một miếng mồi ngon cho những tay ném giáo hoặc đặc biệt là các cung thủ. Nhưng một đội hình Phalanx mặc giáp trụ thì đủ sức đối địch với một số lượng cung thủ đông hơn. Vua Philip II của Macedonia đã du nhập các Phalanx Hy Lạp và guồng máy quân sự của mình. Và con trai Alexander đã sử dụng guồng máy đó chinh phục khắp từ Hy Lạp đến Ấn Độ. Thế rồi người La Mã lại cải tiến đội hình Phalanx khi cho các chiến binh của mình mang theo một ngọn lao bên cạnh cây giáo dài. Hai hàng đầu của đội hình sẽ dùng những ngọn dao pilum này ném vào kẻ địch. Một cây lao như vậy dài khoảng 1,8 mét, khoảng hơn nửa chiều dài là gỗ, phần còn lại là sắt có mũi nhọn. Nếu kẻ địch chặn ngọn lao của họ bằng khiên thì khi sáp lại, họ sẽ đạp lên cán lao để đối thủ mất khiên và hạ đối thủ bằng gươm. Giáo đã phát triển thành đủ loại vũ khí, được gọi chung là vũ khí sào. Một số loại giáo có ngạnh để gây sát thương, một số loại lại là kiểu như gắn kiếm vào đầu của cây sào, dùng để chém như Naginata của Nhật. Một số vừa có đầu nhọn vừa có lưỡi búa được gọi là kích, hay có những thời giáo rất dài được gọi là cây thương. Các đạo quân Phalanx của Thụy Sĩ thời Phục Hưng hay dùng cây thương để hạ gục kỵ binh địch, tạo điều kiện cho lính cầm kích đến gần tiêu diệt. Cây thương cũng được trang bị cho kỵ binh. Alexander đã tung ra các trọng binh cầm thương của mình để tiêu diệt kẻ địch.
sau khi các đội hình Palance của ông đã kiềm giữ được kẻ địch chôn chân tại một chỗ. Thương là vũ khí chính của kỵ binh tại châu Âu cho đến tận thế kỷ 16, súng bắt đầu phổ biến. Tuy nhiên, người Ba Lan và người Nga vẫn sử dụng thương trong Thế chiến thứ hai. Từ châu Âu, Trung Quốc đến châu Phi, giáo là vũ khí hết sức phổ biến, hết sức cơ bản của các đạo quân, từ thời cổ cho đến tận thời kỳ thuốc nổ được sử dụng phổ biến. 2. Cung tên, cái chết từ xa. Vua Edward III của Anh xâm lược nước Pháp với 10.000 quân, 1/3 các kỵ sĩ giáp trụ, còn lại là các cung thủ. Kẻ địch của ông, vua Philip VI của Pháp có 12.000 quân, trong đó có 8.000 kỵ binh giáp trụ, 4.000 quân nỏ người Genoa. Quân Pháp đã chặn quân Anh gần thị trấn Crecy. Cả hai bên vào tầm vũ khí của nhau, quân nỏ Genoa bắn trước, nhưng quân Anh đã phản công lại bằng thứ vũ khí làm đối phương sửng sốt. Cung dài của quân Anh dội cả một trận mưa tên lên đầu đội quân Genoa, những người vốn tưởng mình đang đứng ngoài tầm tên bắn. Hậu quả là quân Genoa chết rất nhiều. Quân Anh áp đảo quân Genoa vì cung thủ của họ đông hơn mà lại bắn nhanh hơn gấp 5 lần. Kinh hoàng, quân Genoa bỏ chạy. Thấy thế, kỵ binh Pháp liền xông vào quân Anh, nhưng thay vì đánh các cung thủ, họ lại tiến vào đội hình các kỵ sĩ giáp trụ vì người Pháp nghĩ rằng đánh hạ được một kỵ sĩ thì sẽ vinh quang hơn là một đám cung thủ hầu hạ. Các cung thủ Anh thế là đã chuyển mục tiêu sang các kỵ binh Pháp. Vào cuối ngày hôm đó, 1/3 quân Pháp bị tiêu diệt, tổn thất quân Anh chỉ hơn 100 người. Trận Crecy đã biến nước Anh lần đầu tiên trở thành cường quốc thực sự. Cung dài có tầm bắn không xa hơn của nỏ, chỉ là do những người Genoa hiểu biết khá hạn chế về các loại cung. Họ đã không đứng bắn ở hết tầm nỏ mà lại tiến vào vùng dễ nhìn thấy để khai hỏa. Cung và nỏ đạt tầm bắn tối đa khi được nâng theo góc 43 độ. Một cây nỏ trung cổ có thể bắn xa 411 mét, trong khi cung dài của Anh chỉ bắn xa tối đa 228,5 mét. Sức mạnh của cung phụ thuộc vào ba yếu tố đó là lực cung, độ nhanh khi bật lại của dây cung và khoảng cách mà dây cung đẩy một mũi tên đi. Mũi tên thời cổ của Anh dài 71 cm. Để dương được nó, cung cũng phải dài. Cây cung dài 1,7 mét của Anh được làm bằng cây thủy tùng. Để dương một mũi tên chuẩn mà không làm hỏng cung thì lực phải từ 32 đến 36 kg. Cây cung dài đòi hỏi cung thủ phải dùng cả đời để học kéo nó. Người ta đã tái tạo chính xác một cây cung dài dựa trên một mẫu cung khai quật được. Cây cung dài 1,84 mét, lực kéo chỉ 23 kg và bắn được một mũi tên xa 170 mét. Rồi người ta lại cắt bớt chiều dài của nó xuống còn 1,8 mét. Giờ đây, nó tạo nên lực trương 28 kg và bắn xa 206 mét. Người ta một lần nữa cắt cây cung xuống còn 1,7 mét. Giờ nó có lực trương cung là 32 kg và bắn mũi tên đi xa 224 mét. Cây cung chẳng phải là vũ khí gì mới mẻ. Vào thời kỳ đồ đá mới ở châu Âu, cung đã là một vật dụng hay vũ khí quan trọng trong đời sống săn bắn của loài người. Vào thời kỳ đồ đồng, dân Beaker đã càn quét khắp châu Âu và các phần mộ được khai quật của họ đều có những vật dụng liên quan đến cung được chôn cùng. Nhưng sau đó người châu Âu đã chứng kiến sự hiệu quả đặc biệt của các chiến sĩ Hy Lạp mặc giáp trụ và truyền thống chiến tranh gây sốc của họ nên dần dần thay cung bằng rìu, giáo và sau nữa là kiếm. Có lẽ chiến tranh gây sốc hiệu quả ở vùng rừng rậm châu Âu thời đó hơn là cung tên. Cung vẫn tiếp tục là vũ khí quan trọng tại bán đảo Scandinavia, nơi mà các trận thủy chiến thường được diễn ra. Lúc đó những vũ khí tấn công tầm xa luôn nằm ở vị trí quan trọng. Người Anh đã rất thiếu thốn vũ khí tầm xa hiệu quả cho đến khi họ xâm lược được xứ Wales. Mũi tên của người xứ Wales có thể xuyên thủng được áo giáp của người Norman Bắc Âu. Sự thành công của các cung thủ xứ Wales đã dẫn đến sự phục sinh của cung dài trong lực lượng bộ binh Anh. Cung dài của Anh chẳng qua là loại cung đơn giản nhất, một loại cung thân đơn. Nhưng có một loại cung phức tạp hơn nhiều, được sử dụng rộng rãi khắp châu Á, đó là cung tổng hợp. Cung tổng hợp là lý do khiến người Hyksos chinh phục được Ai Cập, người La Mã thất bại trong cuộc chiến Parthia. Cung tổng hợp phải mất đến một năm hoặc hơn một năm để chế tạo ra một cây. Lõi gỗ phải được uốn cong dưới sự giúp sức của hơi nước. Lưng cung được lót đầy gân cổ ngựa hoặc bò sau khi được ngâm với một loại keo đặc biệt. Bụng cung được gắn các lớp sừng. Sau khi bổ sung mọi thứ, một thời gian sau, cung được kết dây, một công đoạn khó khăn khiến cho không ít cây cung đã bị hỏng. Cuối cùng, người ta có một cây cung ngắn nhưng mềm dẻo, đủ sức bắn những mũi tên dài.
cung tổng hợp được phát minh đầu tiên tại Trung Á. Với nó trong tay, người Sais, Huns, Mông Cổ đã đốn hạ kỵ binh và bộ binh kẻ địch suốt từ Trung Á đến tận xứ Go. Nó là loại vũ khí cầm tay dũng mãnh nhất từ trước khi có thuốc nổ. Chúng ta sẽ nói thêm về loại cung này ở các phần sau. 3. Kiếm, biểu tượng của chiến tranh. Nhật Bản là một nước rất sùng bái kiếm cũng như nghệ thuật dùng kiếm. Thậm chí họ còn có triết lý sống dựa vào thanh kiếm của mình. Họ gọi đó là kiếm đạo. Ở ngoài Nhật Bản, kiếm cũng là vũ khí mang tính biểu tượng của các nền văn hóa khác nhau. Một phần lý do của nó là cho đến tận thời kỳ công nghiệp, giá cả của một thanh kiếm rất đắt. Chỉ có những người giàu mới mua nổi, người ta phải tốn rất nhiều kim loại mới tạo ra được một thanh kiếm. Trong khi cũng từng ấy nguyên liệu người ta có thể làm ra kha khá giáo, rìu, dao găm hay mũi tên. Phải luyện làm sao để có một thanh sắt đủ rắn, để có lưỡi sắc bén và đủ mềm dẻo để không bị gãy khi chém mạnh là một công việc tốn rất nhiều thời gian đến mức tốn kém. Các thanh kiếm được truyền lại từ đời cha sang đời con cũng vì lẽ này. Tuy nhiên nếu có tiền, người ta lại sẵn sàng trả tiền cho những vũ khí này, bởi nó dài hơn chủy thủ nhưng đủ ngắn để sử dụng linh hoạt hơn nhiều so với một ngọn giáo. Kiếm có thể chém, đâm, đỡ, gạt. Đối với người Hy Lạp cổ, kiếm chỉ là vũ khí tối hậu, chúng sẽ được dùng nếu xung quanh không còn vũ khí gì khác dùng được. Người La Mã thì coi kiếm là một phần quan trọng trong trang bị của họ. Các binh sĩ Phalanx sẽ phóng lao vào kẻ địch, nhưng người ta sẽ dựa vào kiếm Gladius để hạ gục địch thủ. Gladius được đeo bên phải, để cái khiên quá lớn của họ không gây trở ngại cho việc rút kiếm. Sự thành công của Hy Lạp và La Mã tạo nên truyền thống chiến tranh giáp lá cà trên khắp châu Âu. Thương rất tuyệt để kỵ binh mào đầu với kẻ địch, nhưng sau đó kiếm mới đóng vai trò chúa tể. Ở châu Á, kiếm cũng rất quan trọng, người Hung sẽ mở màn trận đánh bằng cung tên, nhưng sau khi kẻ thù bị suy yếu và mất tinh thần, họ sẽ xông vào bằng kiếm. Người Thổ rất quý trọng việc dùng kiếm, tuy nhiên đó lại là khó khăn khi đối đầu với các đạo quân thập tự mặc giáp trụ dày. Ở châu Phi, kiếm cũng là vũ khí chính của các bộ tộc nơi đây. Thời Trung Cổ, kiếm trở thành vật cần thiết của các hiệp sĩ, cũng y như tầm quan trọng của chúng đối với các samurai Nhật Bản. Bộ binh còn mang kiếm đến tận thế kỷ 18, tuy họ có sử dụng súng trường gắn lưỡi lê. Trong khi đó, kỵ binh thì dùng súng lục nhưng vẫn mang kiếm. Gustavus Adolphus, lãnh tụ vĩ đại của người Thụy Điển, tán thành việc hạn chế sử dụng súng lục cho kỵ binh mà thay vào đó là kiếm. Tướng quân Lee trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Bắc Mỹ cũng cho rằng hỏa lực từ kỵ binh quá ngây thơ, vũ khí mạnh nhất của kỵ binh chính là thanh kiếm và chiến thuật. Ngày nay, kiếm chỉ còn là món đồ trang sức cho các đơn vị còn đeo kiếm, nhưng trải qua hàng ngàn năm, từ thời La Mã cho đến tận nội chiến Mỹ, thanh kiếm đã là một thứ vũ khí rất quan trọng trong chiến tranh. Những người sau cùng sử dụng kiếm vẫn là người Nhật, những người rất sùng bái kiếm. Trong Thế chiến thứ hai, có nhiều báo cáo cho biết rằng các binh sĩ Nhật đã giao chiến bằng kiếm và một vài người trong số họ còn dùng kiếm để chém vào hai bên xe tăng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!